Sau đợt mưa lũ kéo dài, lũ từ đầu nguồn kèm theo bùn đổ về sông Hồng, kết hợp nước dâng cao khiến gần 80 tấn cá lồng sắp đến kỳ thu hoạch ở tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình chết trắng. Điều này đã khiến cho cuộc sống người dân nơi đây rơi vào tình trạng túng thiếu với ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. 13 chiếc lồng nuôi cá trống trơn chỉ sau một đêm của người dân xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và theo những người dân ở đây, nguyên nhân là do mưa lũ kéo dài đã khiến cho hơn 80 tấn cá chết trắng trên sông Hồng. Và sau khi những cơn mưa lũ qua đi thì dường như để lại đó là những thiệt hại, những mất mát đối với người dân nơi đây. Một tuần trôi qua, người đàn ông này vẫn không thể tin gần 80 tấn cá của gia đình đã mất trắng chỉ sau một đêm. Với ông Thư, tất cả diễn ra chỉ như một giấc mơ, vì tiền bạc, công sức, ông đều đổ dồn vào đây. Vì nước thượng nguồn đổ về đây, cộng tác với lại mưa lớn là đổ về nữa, đâm nước nó chảy. Chảy có nghĩa là con cá không gượng lại được mấy lại nước chảy, là cá sẽ chết. Cái lúc bây giờ thì cái cảm nhận là bây giờ là xót ruột lắm rồi, nhưng mà không ngồi mà nhìn thôi chứ còn không biết làm gì được nữa rồi. Với 7 km sông Hồng chảy qua địa bàn, tỉnh Thái Bình đã quy hoạch 2 km cho địa phương phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông. Những năm qua, hộ ông Thư và người cháu đi tiên phong trong đầu tư lồng bè với khoảng gần 70.000 con cá thương phẩm ở 13 lồng. Tuy nhiên, giờ đây tất cả đã bị xóa sổ như thế này. Đi vào nhìn cảnh tượng cá chết này, tôi thấy là hồi hồi quá khóc mà không. Người đứng thờ hết ra, bao nhiêu của cải gia đình này bao nhiêu thì mất hết. Cá chết là do nhiệt độ thay đổi, từ cái nhiệt độ bình thường khi nước lũ về là nước ra nó lạnh. Cái thứ hai nữa là nước ra nó có đặc cái phần đất. Cái thứ ba nữa là nước tạo ra cái sự dòng chảy trong lồng rất là lớn. Đấy. Nó làm cho các cái con cá không còn một tí vảy nào. Đấy. Chính vì thế nên là cá là bị ảnh hưởng chết. Thu dọn, vệ sinh lại lồng nuôi sau khi cá chết. Nhưng những ngày sắp tới, những hộ nuôi trồng thủy sản như ông Thư, ông Chiến chẳng biết trông chờ vào đâu khi ước tính thiệt hại đã lên đến 4 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho gia đình tiếp tục sản xuất kinh doanh, thì huyện đã làm việc với ngân hàng của huyện. Thứ nhất là đề nghị đối với ngân hàng là tổ chức khoanh giãn nợ cho các đối tượng sách và tiếp tục cho đối tượng vay vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Những lồng cá giống được thả mang theo bao hy vọng của người nông dân, nhưng giờ đây lại khiến họ luôn sống trong lo sợ. Liệu rằng nếu tiếp tục đầu tư thì đến mùa lũ năm sau, tất cả có lại cuốn trôi theo dòng nước lũ.